Thưa quý vị, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn là một trong những khâu đặc biệt quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới. Trong đó, việc nâng cao chất lượng công tác cán bộ đoàn là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục, lâu dài, có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tổ chức đoàn, có phần tích cực tham gia xây dựng đảng và chính quyền các cấp. Tại Đà Nẵng, thời gian qua, nhiệm vụ này đã thường xuyên được quan tâm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Thời gian qua, Thành đoàn Đà Nẵng đã đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng mới để cán bộ đoàn bắt kịp với xu thế phát triển của thanh niên, có khả năng tạo ra trào lưu, mô hình dẫn dắt thanh niên. Bên cạnh đó, đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh đào tạo cán bộ thông qua thực tiễn hoạt động phong trào từ cơ sở. Các bạn đã thể hiện được cái vai trò và cái trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc là xung kích tình nguyện để thực hiện các cái công tác của tổ chức đoàn đối với lại cộng đồng, đối với xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi, vẫn còn rất nhiều thách thức mới đối với công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ đoàn trong giai đoạn hiện nay, như việc luân chuyển cán bộ đoàn quá tuổi theo quy chế, việc tuyển dụng các bộ đoàn gặp nhiều khó khăn, thiếu kịp thời, chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, tạo nguồn các bộ đoàn chưa đáp ứng yêu cầu. Tôi cũng đề xuất là cũng nên có một cái cơ chế linh động và tận dụng được cái nguồn lực của đoàn viên, của cán bộ đoàn từ khối trường học, các trường đại học, trường cao đẳng, luân chuyển giữa khối này với cái khối cấp, các cấp bộ đoàn ở cấp quận, huyện hoặc là cấp thành phố, thì chúng ta có thể có tận dụng được những cái gọi là những cái nguồn lực là các cái cán bộ có trình độ, có được đào tạo chuyên môn bài bản. Đấy, và cũng tạo cơ hội cho các cái cán bộ này có thêm trải nghiệm trong cái công tác quản lý ở cấp độ có thể là cấp độ quận, huyện, cấp độ thành phố cao hơn, thì chúng ta sẽ có nhiều cái lựa chọn hơn, cái nguồn lực cho thành phố nhân sự sau này. Mới đây tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cũng nhấn mạnh việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên. Đặc biệt, các cấp ủy đảng cần quan tâm hơn đến việc bố trí chức danh, việc làm phù hợp với cán bộ đoàn khi hết tuổi đoàn. Ban tổ chức thành ủy phải làm việc với Ban thường vụ thành đoàn rà soát về công tác cán bộ đoàn. Tất nhiên làm việc này thì Ban thường vụ thành đoàn phải chủ động xây dựng, rà soát, tổng hợp, báo cáo, tham mưu. Rồi Ban tổ chức căn cứ các cái quy định liên quan, có những vấn đề thẩm quyền của thường trực Ban thường vụ thành ủy thì cần những báo cáo kịp thời để mà chúng ta chủ động trong tạo nguồn, dự nguồn cho lực lượng cán bộ đoàn và kịp thời bố trí sử dụng cán bộ đoàn cho nó có hợp lý, tránh cái tình trạng hụt hẳn hoặc là thiếu cục bộ như thời gian vừa qua chúng ta đối diện ở các cấp chứ không phải ở chỉ mỗi thành phố. Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ đáp ứng yêu cầu của công tác thanh niên trong thời kỳ mới, Thành đoàn Đà Nẵng cũng đang tập trung triển khai đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2027. Trong đó, chú trọng tổ chức tuyển dụng, thu hút sinh viên giỏi, xuất sắc, tài năng trẻ vào các vị trí phù hợp trong hệ thống tổ chức đoàn. Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế, quy định về rèn luyện tác phong cán bộ đoàn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.